Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại bắt đầu tiếp tục đi làm video bắn sóc nhé. Vâng, bắt đầu xuất phát nhá. Lâu rồi, giờ mới có thời gian đi. Đến cái liều đầu tiên thì gần tháng rồi không về ngồi. Hôm qua hôm kia mình chạy lên mồi nhưng mà cái liều này gió mạnh quá hay sao bị đổ hết rồi mới làm lại. Ăn cũng khá nhiều ấy. Chắc chuột bị ăn nhiều ấy, ban đêm mà. Ở dưới đất là toàn thấy cái con chuột để kiếm ăn nhiều. Để hôm nào có thời gian mình làm video đi soi chuột cho mọi người xem. Vâng, bắt đầu tiếp tục xuống dốc rồi đi sang cái liều bên kia nhé. Rồi, giờ đã đến khe suối rồi. Cái suối này có rất nhiều con cua này. Con này là con cua đá nhá, không phải là con cua đồng gì. Khe này có rất nhiều. Tí đi ngồi sóc về mình sẽ thử đi soi xem có được không. Rồi bắt đầu lại leo lên cái đồi này. Rồi. Vậy là đến rồi nhá.
ăn sắp hết rồi. Mình thử zoom về cho mọi người xem nhé. Vì mình đi gần quá thì nó sẽ mùi mồ hôi gì của mình dính vào đấy, nó bị ăn nó sẽ rất khôn. Đây là một mẹo, trước khi mình đi ngồi thì đừng có đi gần sẵn mùi quá. Đây. Rồi bắt đầu ngồi nhé.
vì một phát ba con. Hai con sóc đỏ nha. Vì nhưng mà con kia khôn quá, nó vì hai con một lúc. Bắn con kia chết rồi nhưng mà nó vì nhưng mà nó không ăn. Khôn. Con này thì sóc nâu. Không phải loại ngực đỏ. Loại này thì bé hơn loại kia. Nữa thì được ba con rồi. Vì ăn muộn quá. Mùa này nó vì ăn muộn quá. Đây. Em đầu tiên này. Chưa phát chết luôn. Con thứ hai vì mà không ăn. Chán thật. Được hai con nha. Vì ba con nhưng mà không được. Con này sóc nâu. Loại này bé hơn. Loại này loại to. Vì hẳn hai con. Vì lúc đầu vì hai con sóc đổ. Mình không để ý bắn chết con này định ra lấy nhưng mà con kia lại thấy mất. Rồi bắt đầu ngồi tiếp một lúc nha. Này con thứ ba nhá. Vẫn là loại sóc nâu. Con này hay bị ăn tối nhất. Tối mình gần này. Nhìn thấy sắn nó mới bị ăn con này. Rồi, tiếp tục ngồi tiếp nhé. Đây, ba con. Chúc anh em luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình nhé. Vâng, chào tất cả anh em nhé. Mình xin dừng video ở đây. Giờ tối rồi. Rồi. Chào tất cả mọi người nhé. Giờ mình bắt đầu đi soi nhé. Vừa nãy có mấy con chim trà mào nó ngủ trên này. Mình bắn một phát chết luôn bốn con. Đúng là chuyện không thể đủ được. Đây. Một mũi tiền đấy nhé. Bắn phát
Đây con này con cuối cùng. Con cuối cùng tiên nó chỉ đến được bằng đấy thôi. Tuyệt vời đó. Một phát chết luôn 4 con. Chuyện không thể. Mình chỉ là bắn thử thôi. Không ngờ chết cả 4 con thật. Đúng là chuyện hài. Vâng, bắt đầu nhá. Đi soi tiếp nhá. Hôm nay đúng là rất may mắn thật.